Vâng, bám biển vươn khơi ra xa để khai thác đánh bắt hải sản là một hướng đi nhằm nâng cao hiệu quả của ngành thủy sản Việt Nam. Nhưng với những ngư dân thì bám biển không chỉ đơn thuần là để đánh bắt hải sản mà còn có nhiệm vụ là giữ vững ngư trường, khẳng định chủ quyền biển đảo của đất nước. Vì thế, dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng ngư dân Việt Nam bao đời nay thì vẫn một lòng ra khơi xa bám biển, trở thành những cột mốc chủ quyền sống giữa Biển Đông. Quảng Ngãi có đội tàu cá lớn nhất nhì cả nước với gần 6.000 chiếc, trong đó có hơn 1.800 tàu chuyên hành nghề đánh bắt ra bờ. Ngư trường chính là Hoàng Sa và Trường Sa. Chỉ tính từ năm 2005 đến nay, Quảng Ngãi đã có hơn 400 tàu thuyền bị nạn. Nhưng những ngư dân ở đây vẫn kiên cường nối tiếp nhau ra khơi, vừa đánh bắt hải sản vừa góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Chúng tôi suy nghĩ rằng trên biển không thể là trong các cột mốc được, nhưng những con tàu của ngư dân Lý Sơn chúng tôi, của nghiệp đoàn cá sáng hai chúng tôi, những lá cờ Tổ quốc trên con tàu là cột mốc sống để khẳng định chủ quyền biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Để bám biển, đánh bắt xa bờ hiệu quả thì tàu thuyền là yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, trong số khoảng 126.000 tàu cá trên cả nước, hiện mới chỉ có 20% tàu cá công suất trên 90 CV, còn lại chủ yếu là tàu nhỏ, vỏ gỗ, đóng theo kinh nghiệm dân gian, trang thiết bị thiếu về số lượng và thiếu về chất lượng. Anh em chúng tôi cũng toàn những người đi biển bao nhiêu năm rồi thì cũng làm, cũng đánh bắt biết, nhưng mà mỗi cái là bây giờ phương tiện thì nó thô sơ quá. Nếu mà phương tiện mà nó mà to thì chúng tôi đánh bắt cũng phải hiệu quả, và đi khơi xa thì đồng thời là mình còn ra ngoài biển đấy, mình giữ được biển. Nên có một chính sách phân định rõ là có chính sách cơ chế về vốn cho ngư dân được vay vốn với cái lãi suất ưu đãi. Mà cái vốn bây giờ thì thực tế là cái vốn để đầu tư cho được một cái phương tiện đánh bắt thủy sản nó rất là lớn. Thế mà nếu mà cái vốn mà không cho vay, thứ nhất là cái thời gian nó phải có cái thời hạn vay vốn nó phải dài. Thứ hai là cái lãi suất nó hợp lý thì ngư dân mới có thể phát triển được. Gần đây khi tìm giải pháp phát triển bền vững nghề câu cá ngừ đại dương ở ba tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã đề xuất hỗ trợ ngư dân đóng tàu công suất lớn theo hai phương án, hoặc nhà nước hỗ trợ một lần bằng tiền từ 16 đến 20% giá trị tàu, hoặc nhà nước hỗ trợ lãi suất vốn vay 70 đến 80% giá trị tàu trong vòng 10 năm. Trước hết là triển khai cái dự án thí điểm hiện đại hóa tàu cá ở Quảng Ngãi, và sau đó hiện đại hóa tàu cá gắn với tổ chức lại khai thác theo cái hướng chuỗi, theo quản lý theo chuỗi và theo cái hướng hiện đại. Đối với lại cái nhóm khai thác cá ngừ đại dương cho ba tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa, và sau đó thì sẽ trên cơ sở cái những cái thí điểm như vậy sẽ đề xuất cái chính sách để hiện đại hóa tàu cá cho cả nước. Khi ngư dân là cột mốc chủ quyền thì đó là những cột mốc vững chắc nhất được cắm mốc ngoài đại dương. Theo đề án tổ chức lại sản xuất trong khai thác hải sản đến năm 2020 sẽ cơ bản hoàn thành việc tổ chức lại sản xuất trong khai thác hải sản phù hợp với từng nhóm nghề, từng ngư trường, và sẽ có từ 90 đến 100% tàu cá hoạt động ở vùng khơi tổ chức sản xuất theo mô hình có tàu dịch vụ hậu cần nghề cá trên ngư trường. Ngư dân trong phóng sự vừa rồi thì đã nói về những khó khăn và cả những mong muốn của họ. Để ngư dân vươn khơi bám biển trở thành những cột mốc chủ quyền sống giữa Biển Đông, rõ ràng là cần có sự hỗ trợ nhiều hơn từ nhà nước, từ các địa phương có biển. Bởi khó khăn của ngư dân hiện nay không chỉ là phương tiện tàu bè mà còn là những rủi ro không lường trước được trên biển. Và để có thêm thông tin về vấn đề này thì tối nay chúng tôi có mời tới trường quay của Truyền hình Việt Nam ông Phạm Anh Tuấn, là Phó Cục trưởng Tổng cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Thưa ông, thời gian qua thì chúng ta đã có rất nhiều chính sách để hỗ trợ ngư dân, nhưng rõ ràng là việc khai thác thủy hải sản thực sự bền vững thì dường như vẫn cần thêm những cái sự hỗ trợ hơn nữa. Vậy cụ thể đó là những hỗ trợ gì thưa ông? Ngư dân mà hoạt động khai thác trên biển thì thực ra là làm hai cái nhiệm vụ. Một là làm kinh tế, hai là góp phần vào bảo vệ chủ quyền biển đảo của chúng ta. Ngư dân thì gặp rất nhiều khó khăn, vừa thiên tai, bão tố, rồi các cái sự tấn công của các cái tàu lạ. Thế thì để mà hỗ trợ ngư dân hoạt động trên biển thì chúng ta ở đây là ai? Chúng ta là chính phủ, là các địa phương, các hiệp hội, đoàn thể đã có rất nhiều các cái chính sách và các hoạt động để hỗ trợ ngư dân. Ví dụ như chúng ta đã có những chính sách hỗ trợ ngư dân về vấn đề nhiên liệu, hỗ trợ để ngư dân có tàu tốt hơn, có thiết bị tốt hơn để có thể đi ra khơi xa an toàn hơn, đánh bắt có hiệu quả hơn, giảm cái tổn thất sau thu hoạch. Chúng ta cũng đã xây dựng các hệ thống thông tin để giám sát tàu cá. Nếu như trước đây
ngư dân, tàu cá đi đâu về đâu chúng ta hầu như không nắm được. Nhưng cho đến bây giờ thì dân đi đâu, tàu đi đâu chúng ta đã nắm được. Chúng ta biết dân đi đâu và tàu đi đâu. Cái đó nó giúp cho cái việc mà gì, cái hỗ trợ ngư dân trong thiên tai, trong rủi ro nó tốt hơn. Một cái điểm nữa là gì, chúng ta cũng hỗ trợ cho ngư dân để làm sao trong công tác dự báo ngư trường để đánh bắt nó có hiệu quả hơn. Đấy là về những cái chính sách, những cái đầu tư. Ngoài ra thì chúng ta cũng đã có những cái hỗ trợ ngư dân trong công tác đào tạo về vấn đề an toàn trên biển, vấn đề vận hành những cái thiết bị mới làm sao đánh bắt có hiệu quả. Ngoài ra thì cũng có hàng loạt các cái quỹ hỗ trợ ngư dân, ví dụ như là quỹ nhân đạo nghề cá để được sáng lập bởi công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn với hội nghề cá Việt Nam, rồi quỹ hỗ trợ ngư dân của một số địa phương, ví dụ như là Quảng Ngãi quỹ có quỹ hỗ trợ ngư dân, rồi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thành lập cái quỹ tâm lý nghĩa tình. Thì những cái quỹ đó đã giúp cho ngư dân để mà giảm các cái rủi ro trong quá trình đánh bắt hải sản xa. Và một cái điểm đặc biệt nữa là đằng sau ngư dân thì chúng ta đã có hải quân, có cảnh sát biển, có lực lượng kiểm ngư để mà hỗ trợ ngư dân trong thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ ngư dân trên biển. Thì đấy là những cái điều mà chúng ta đang làm, có những chính sách để cho hỗ trợ ngư dân giảm bớt cái rủi ro để mà tăng cường cái hiệu quả hoạt động khai thác trên biển. Vâng, những cái chính sách như ông vừa nói thì nó đã đến được với tất cả những cái ngư dân hay chưa, đặc biệt là những ngư dân đang hoạt động trên vùng biển xa? Chúng ta mong muốn rằng là những cái chính sách rồi những cái hoạt động đó đến được toàn bộ các ngư dân trên biển. Thế nhưng cũng phải nói thật rằng là chưa thể đến hết được tất cả. Chúng ta mới đến được một cái bộ phận ngư dân, nhưng bởi vì một là có một số các chính sách thì mới, và cái thứ hai nữa là cái số lực lượng tàu thuyền của chúng ta cũng còn rất lớn, nên là cái việc này là chúng ta cũng có phải nói thực sự là chưa đến được hết với tất cả ngư dân. Thưa ông, để mà những cái chính sách đấy được triển khai một cách toàn diện và đồng bộ thì ông có cái đề xuất gì không ạ? Để mà hỗ trợ ngư dân tốt hơn và đến được toàn thể thì chúng tôi thấy là có một số việc như này. Cái thứ nhất là ngư dân thì phần lớn là rất là nghèo, nên là một trong những cái mà để làm sao có tàu tốt hơn, có thiết bị tốt hơn, rồi có cái hoạt động trên biển nó dài ngày hơn, thì một trong những vấn đề là vấn đề vốn cho ngư dân. Chúng ta phải có cái tháo gỡ về vấn đề vốn cho ngư dân như thế nào đó, để về phương diện vốn được vay, rồi cái điều kiện thủ tục cho vay là thuận lợi. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các cái công tác hỗ trợ ngư dân, ví dụ như hệ thống thông tin, vấn đề dự báo ngư trường, những cái điểm đó chúng ta phải được trang bị, phải làm tốt hơn để phục vụ cho công tác đó tốt hơn. Rồi hai nữa là cái việc mà đào tạo ngư dân về các cái kỹ thuật an toàn trên biển, kỹ thuật khai thác mới, rồi các cái luật lệ về trên biển thì cũng cần được tăng cường hơn để mà cộng đồng rộng rãi ngư dân được nhận những cái thành quả đó. Xin được cảm ơn ông Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã đến trường quay của Thời sự tối nay với những cái thông tin mà tôi nghĩ rằng là không chỉ ngư dân mà rất nhiều người Việt Nam chúng ta đang quan tâm lúc này.